Trong nhiệm kỳ 2017-2023, Liên đoàn Lao động huyện Lang Chánh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong công nhân viên chức lao động. Đáng chú ý, các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết đại hội công đoàn huyện lần thứ 9 nhiệm kỳ 2017-2023 đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn hướng mạnh về cơ sở, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên và người lao động. Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lang Chánh cho biết, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của công đoàn cấp trên và các cấp ủy, Liên đoàn Lao động huyện Lang Chánh đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, luôn triển khai các hoạt động bài bản, sáng tạo với phương châm hướng về cơ sở vì người lao động, tập trung làm tốt nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn là đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện đã ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ. Kết quả có 100% đơn vị khối hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức người lao động và trên 75% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động. Công tác thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể có chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ có 2 thỏa ước lao động tập thể được ký kết với nhiều nội dung, nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Liên đoàn Lao động huyện Lang Chánh cũng quan tâm sát sao đến đời sống của đoàn viên, người lao động, thực hiện tốt các chương trình phúc lợi đoàn viên. Ngoài nguồn kinh phí chăm lo từ Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện đã vận động các doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay sát cánh với công nhân lao động trả lương tháng 13 cho đoàn viên. Nhiều chương trình được các cấp công đoàn tổ chức có hiệu quả, có sức lan tỏa, tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong đoàn viên và người lao động như tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tết sum vầy, hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, hỗ trợ đoàn viên, người thân bị ốm đau, bệnh hiểm nghèo. Trong nhiệm kỳ, đã có hàng nghìn đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được các cấp công đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đổi mới, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia. Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, từ đó nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động, đồng thời thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được Liên đoàn Lao động huyện quan tâm chú trọng. Các cấp công đoàn thường xuyên đổi mới hình thức, thu hút, tập hợp người lao động tham gia tổ chức công đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên và hiệu quả công tác quản lý đoàn viên. Tổng số công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện hiện nay là 1.319 người, 100% đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 50 công đoàn cơ sở trực thuộc. Trong 5 năm, công đoàn cơ sở đã phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu 242 đoàn viên công đoàn ưu tú xem xét kết nạp đảng. Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn huyện Lang Chánh luôn hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028, Liên đoàn Lao động huyện Lang Chánh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, là cơ sở chính trị xã hội vững chắc của các cấp ủy, chính quyền trong toàn huyện, làm tốt vai trò là cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa các cấp ủy, chính quyền với giai cấp công nhân, người lao động, tập hợp đoàn kết xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện.